Kinh Đại Vương Quảng, Tam Giới, Quyển Hạ, Tam Tạng Đại Vô Sấm, Người Nước Thiên Trúc, Dịch Vào Đời Bắc Lương. Lúc đó Đại Đức Ca Diếp bạch Phật rằng, là Thầy Thế Tôn, nghe những kinh như vậy mà có thể không sinh tâm mến tiếc, Phật bảo Ca Diếp, chúng sanh thành tựu bốn pháp, nghe những kinh ấy thì không sinh tâm mến tiếc, những gì là bốn, nhiều phóng dật, không tin nghiệp báo, không tin đại địa ngục, không tin mình sẽ chết. Này Ca Diếp, đây gọi là bốn pháp không sinh tâm mến tiếc. Này Ca Diếp, chúng sanh lại có bốn pháp không sinh tâm mến tiếc. Tự cho mình cường tráng, tự cho mình có sức mạnh, tham đắm năm món dục lạc và đam mê rượu chè, không khởi thiện tâm, đây gọi là bốn pháp không sinh tâm mến tiếc. Này Ca Diếp, tỳ kheo thành tựu bốn pháp chư bai Phật Bồ Đề, những gì là bốn. Xưa tạo nhiều việc ác như và hủy loạn chánh pháp, hiện tại tạo nhiều nghiệp ác và phỉ báng tỳ kheo ni, có hòa thượng A Sa La được nhiều người cung kính, nhưng kia lại phỉ báng bồ đề, người này cũng học theo phỉ báng bồ đề, do ít nghe thấy nên tật đố mà phỉ báng Phật bồ đề. Này Ca Diếp, đây gọi là bốn pháp phỉ báng Phật bồ đề. Này Ca Diếp, lại có một pháp mà Sa Môn và Bà La Môn nên làm. Thế nào là một pháp? Đối tất cả pháp tâm không chỗ trú, đó là một pháp mà Sa Môn và Bà La Môn nên làm. Này Ca Diếp, giống như có người rơi từ đỉnh núi cao xuống, tâm họ mê muội không chỗ tỉnh biết, không biết chỗ nào là đất, không biết chỗ nào là cây, đều là không tưởng, hơi thở ra vào dứt nghĩ không còn tương tục. Như vậy này Ca Diếp, những người đó chấp tất cả pháp, chấp trước nhãn tưởng, chấp trước nhãn tướng, làm pháp phi sa môn, làm pháp phi bà la môn, chấp trước tai mũi lưỡi thân ý tưởng, chấp trước tai mũi lưỡi thân ý tướng, như vậy là làm pháp phi sa môn, pháp phi bà la môn, chấp trước sắc thọ tưởng hành thức tưởng, chấp trước sắc thọ tưởng hành thức tướng, như vậy là làm pháp phi sa môn, pháp phi bà la môn, chấp trước trì giới thanh tịnh, chấp trước tướng trì giới là cầu bồ đề, chấp trước đa văn, chấp trước tướng đa văn là cầu bồ đề, chấp trước tam quý, chấp trước đi đến đến đi là làm pháp phi sa môn, chấp pháp phi bà la môn. Nếu có chấp trước thì đó là chỗ hại. Thế nào là hại? Bị tham làm hại, bị sân làm hại, si làm hại. Chấp trước nhãn tưởng là chấp trước nhãn tướng, thì nhãn là chỗ hại, ái không thọ sắc, nên chấp trước tai mũi lưỡi thân ý, như vậy do chấp trước nên ý là chỗ hại, nghĩa là pháp khả ý và bất khả ý. Nếu là chỗ hại liền là chỗ luống dối, chỗ luống dối đó chính là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, của người và trời đều là các chỗ hại, do bị đắm trước nên đều là chỗ hại. Trong đây vì sao gọi là tưởng trước? Vì là tướng tưởng chấp trước nghệ tưởng, chấp trước nghệ sở tưởng, chấp trước đại địa, thủy đại, hỏa đại, phong đại tưởng, chấp trước cốt tưởng, hoại tưởng, thanh tưởng, trùng tưởng, huyết đồ tưởng, ngụy tưởng, giải thoát tưởng. Mà giải thoát này sẽ có tưởng gì mà còn chấp trước? Đó là chấp tưởng này sẽ được giải thoát. Chấp trước vô lượng chỗ sanh trong quá khứ, chấp trước ta đang nhớ nghĩ đến chỗ đó, chấp trước vị lai, và chấp trước hiện tại được khởi lên tưởng như vậy. Ta là quá khứ, ta là hiện tại. Tuy nơi nơi chỗ chỗ đều khởi tưởng chấp trước, cho đến Niết Bàn cũng khởi tưởng chấp trước, rồi nghĩ rằng ta sẽ được Niết Bàn. Khởi tưởng trước này, Ca Diếp, lực nó cho đến tùy chỗ ý tưởng đều gọi là chấp trước, cho đến không tưởng đều gọi là tưởng trước. Hết thảy như vậy đều là pháp phi sa môn, pháp phi bà la môn, phi hạnh sa môn, phi hạnh bà la môn, pháp sa môn và bà la môn phải như chỗ Như Lai nói. Này Ca Diếp, thế như hư không và đại địa, nó không nghĩ rằng tôi là hư không, tôi là đại địa. Như vậy này Ca Diếp, sa môn và bà la môn không nghĩ rằng tôi làm pháp sa môn, tôi làm pháp bà la môn, do duyên gì mà gọi tôi là sa môn, là bà la môn? Này Ca Diếp, nếu không có ý niệm đây gọi là làm pháp sa môn thì bà la môn, vậy do duyên gì mà gọi là làm pháp sa môn và bà la môn? Sa môn và bà la môn không nghĩ rằng tôi sẽ làm như thế, tôi không làm như thế. Sa môn vì bà la môn trọn không nghĩ như vậy. Này Ca Diếp, giống như có người ở trong đêm tối dùng hai tay để sờ mó hư không, mũi miệng bắp máy nói rằng tôi đùa giỡn với thế gian, tôi đùa giỡn với thế gian.
Này ca diếp ý ông như thế nào? Là đùa giỡn với ai? Ca diếp bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, người đó tự đùa. Vì sao vậy? Vì ở trong đêm tối không ai thấy nên không thể đùa giỡn vậy. Phật dạy như vậy. Này ca diếp, nếu có tỳ kheo đến chỗ A luyện nhi, hoặc đến dưới gốc cây, hoặc đến ở chỗ đất vắng mà làm quán tưởng rằng mắt là vô thường, tai mũi lưỡi thân ý đều là vô thường, tư duy như thế này: tư duy sắc là vô thường, thanh hương vị xúc pháp đều là vô thường, quán tưởng rằng tôi đến được niết bàn là tự dối, không phải hành sa môn. Vì sao vậy? Trước hết là chấp ở nhãn, sau tu vô thường, sau hành vô thường. Chấp này là sáu ác. Chấp trước trước chấp ta trước tay mũi lưỡi thân ý, sau tu vô thường, sau hành vô thường, mà ba chỗ này đều không thể được. Chấp trước ba chỗ rồi theo ba chỗ mà tưởng trước tôi sẽ ở nơi chỗ nào mà được nhất tâm. Này ca diếp, chư Phật Bồ Đề rất là thầm thâm, khó được khó đến, sanh tử khó qua. Này ca diếp, thế nào gọi là nhất tâm? Khi tìm cầu pháp không thấy một pháp nào không được mắt thật, không được tai mũi lưỡi thân ý thật, thì nói tất cả các pháp không thật cũng lại không được. Vì sao vậy? Vì bản tánh như vậy. Bản tánh nếu như vậy thì trọn không sinh tâm. Nói tất cả pháp không thật thì được hay không được tâm ấy? Nếu được quá khứ, hiện tại, vị lai, không niệm, không hành, đây gọi là không hành. Thế nào gọi là không hành? Không mới, không cũ nên gọi là không hành. Trong đây không quá khứ tâm giải thoát, không vị lai tâm giải thoát, không hiện tại tâm giải thoát. Nếu không được tâm, đây gọi là nhất tâm. Đây nói là nhất tâm. Này ca diếp, vị lai sẽ có danh tự tỳ kheo, tỳ kheo đây ưa và tất ưa bà di. Những danh tự như vậy sẽ làm phá hoại lời nói. Ấm tưởng kia, Như Lai nói, năm ấm như mộng. Bây giờ những người kia cho năm ấm là thật. Mộng này là có lời nói trong mộng. Mộng nếu không có thì chúng ta do đâu sanh tưởng ấy? Vì có lời nói như vậy nên chúng ta ở trong đó mà sanh mộng tưởng. Về quyết định ấm, ấm này là có lời nói rằng ấm giống như mộng. Nếu không có ấm thì không nên nói ấm giống như mộng. Những người ngu si ấy là ở trong mộng đây mà sanh tưởng thật. Nghe những kinh ấy mà sanh phỉ báng. Có tỳ kheo ni đến nhà thí chủ xướng lời rằng: Mổ là La Hán, Mổ là La Hán, ý chỉ các vị tỳ kheo trí tuệ nông cạn này. Tỳ kheo ni sẽ bỏ mất việc tốt mà tạo nghiệp bất thiện. Các ưu hoàng tất và ưu bài di. Ở trong đó nghe một ít giới cho đến ít tất cả, nghe xong liền bỏ đi. Này ca diếp, đây lúc ấy các vị tỳ kheo có 20 tuổi hạ đến 30 tuổi hạ, ở chỗ A Luyện Nhi có ưu bài tác mới tên một ngày để hiểu kinh Phật không có sai khác. Này ca diếp, lúc ấy thế gian cùng nhau xướng lên tên không: đây là không, đây là tịnh, đây là không, đây là tịnh. Lúc đó có tỳ kheo nghe pháp đó rồi cùng nhau tụ tập nghe rồi không sợ mà nói rằng: kinh này không tương ứng với người xuất gia, cùng nhau bỏ nó đi, không phải của đạo sư nói. Vì sao vậy? Vì kinh này không đồng với tôi, không đồng với các ông. Nếu có nghe nói đại pháp thầm thâm, tại gia cùng xuất gia đều sẽ phỉ báng. Vì sao vậy? Này ca diếp, ngày nay người phạm hạnh rất là tuần tịnh, người tin còn ít, huống nữa thời bây giờ người trí như vậy dần dần diệt độ, người tốt ít dần, người tốt ít dần. Này ca diếp, vào thời ấy trong ngày tỳ kheo của một tỳ kheo chánh nhập chánh giải còn khó được. Giả sử có một người khinh cười không học, cho đến 3.000 chúng tỳ kheo muốn tìm một người chánh nhập chánh giải cũng sẽ khó được. Này ca diếp, vào thời đó tại gia xuất gia phỉ báng lẫn nhau. Này ca diếp, vị lai nếu có hệ tỳ kheo cần hành tinh tấn, vừa đoạn tất cả các pháp bất thiện, thành tựu pháp thiện, đầu đêm cuối đêm sẽ liền ngủ nghỉ. Những người ác này sẽ đoạt mạng sống của kia, xem thường cho bay hủy mắng rồi bỏ mà đi. Này ca diếp, vào lúc đó Phật pháp hủy hoại, tỳ kheo hủy hoại. Trong đó người trí, người thâm tín, người không nhiễm trước, đã khéo cung kính nhau, phải khéo thương nghĩ nhau, cùng nhau nhóm họp ở chỗ thanh vắng. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói và kể rằng: Pháp ta nó ở đây là sáng tồn thứ nhất, nói ấm không bền thật,
quán nó như giống như mộng. Bây giờ các tỳ kheo cùng tranh đấu lẫn nhau, kia đây không có khác, đều là được có tướng. Tỳ kheo nói lời đó, kia đáp lại như vậy, như pháp nhãn của đây sẽ không có sai khác. Tỳ kheo bảo tại gia, ông rất là hy hữu, hay hiểu bồ đề đây, ông đến được sơ quả. Kia tự nói thấy pháp đến gần tỳ kheo đó, đem tới thượng cúng dường, thường thường mà phụng tế. Tỳ kheo nói như vậy, chân thật không có khác, cùng tôi đồng chỗ biết, thấy pháp mà tôi nói. Thí chủ cùng tỳ kheo không trú ở chánh pháp, phá hoại Phật Bồ Đề, đã xuất gia chưa lâu. Chớ thân kia gần tôi là người nói đạo, ông sẽ mau chứng đắc như mau được của tôi. Đây là lợi hơn hết, là cùng nói tịch tỉnh, hòa hợp là một độc bọn hủy hoại pháp của ta, giống như giặc đại ác tàn hại các xóm làng, khiến làng xóm thành ấp đều trống rỗng hoang vắng. Tỳ kheo sẽ như vậy, vô trí và ấm độn, không tuệ hủy cấm giới, chấp trước ngã mạn nhân, chỗ ta nói nên lìa mà nhãn lại bám nương. Tôi nói là La Hán, thật là tăng thượng mạng, từ hòa hiệp tụ tập, tôi là tối thượng tăng, có danh không có trí, một người còn khó được, hoặc là có tỳ kheo xưa như thật có ác. Còn gọi người ác kia không phải thanh văn Phật, hủy bán ở Bồ Đề, sở hữu của Pháp Vương, chư thiên rất buồn khổ, thường thường mà khóc lóc, ngã quỵ xuống trên đất, hẹn chư thiên tánh tâm, nói thích sư tử này, nay hủy hoại thắng Pháp, là thay Phật Thế Tôn, là thay lìa Pháp nhiễm, là thay Phước Điền Tăng, chỗ con yêu của Phật. Tôi không còn nghe lại những gì Pháp Vương nói, sẽ có đại si ám, hỏi pháp của nạn nhân, phát ra âm thanh lớn giữa trời cùng với đất, sướng khiến bảo chư thiên đèn pháp nên muốn diệt. Cái trời rồng sao chớ mà đến đại hối hận, từ lâu nghe Phật pháp nay sẽ không còn nghe. Phật đầy vô số kiếp, tự mình hoặc cùng người, chúng sanh cõi nhẫn này lúc nào sẽ thành Phật? Phật Thế Tôn sư này, vì thấy vì tất cả chúng sanh mà dạy nói chánh pháp nay sẽ vĩnh diệt tận. Pháp hay nổi hoại loạn, gây tạo cực bạo ác, ma sai cực ác ma, người thiểu dục yếu kém, tráng ngụy không trí tuệ, phàm phu hèn huyễn ngụy, rực cháy lên sân giận, hủy pháp của thiện thể. Nghe tiếng trời đất xong, cõi trời sanh kinh hãi, cái tứ đại thiên vương nghe rồi sanh sầu muộn. Chúng dạ xoa tập đến, nhớ ở thành khoáng giả, thế nào đau buồn khóc, phát tiếng kêu la lớn. Âm thanh rất buồn thảm, chư thiên đều tập đến, lại cùng nhau nói lên chỗ trong tâm niệm nghĩ. Các thành ấp trang nghiêm, do các báu tạo thành, tất cả không sắc sáng, giống như gò đống đất. Thành này không oai đức, chốc lát không khả lạc. Thành này không oai đức, không khả ái như trước, là chỗ xưa ta sanh, chốn chư thiên tập đến, thấy xong ngã xuống đất, phải báo tin như vậy, để chư thiên hạ giới qua đến chỗ đáng sợ, như pháp chân thật đây, nên đều bị hủy hoại. Dưới đến Diêm Phù Đề, thấy việc hủy hoại lớn, Phật tử thấy bức não, chạy thoát đến chỗ khác, thắng thành trong 7 ngày, không các sắc oai đức. 7 ngày này chư thiên thường thường mà khóc lóc, than ôi Phật giống kỳ, chúng con thấy diệu ngài, nay không còn thấy nữa, Phật pháp lại diệt tận. Sẽ về nơi trú ở, đến cung kính lễ xong, ở tại trú xứ này thường thường mà khóc lóc. Đây là chỗ Phật ngồi, chỗ ngồi của nhân tôn. Vậy nói bốn thánh đế, chúng con chính tự nghe, thế gian lại đen tối, không cung kính lẫn nhau, sẽ đi đến tạo ác, đọa vào trong đường ác. Có nhiều cái thiên cung, thì đều sẽ trống không. Chúng sanh Diêm Phù Đề như vậy không ai cứu. Đây là chỗ kinh hành, hỷ hoại nên hoang vắng, thế gian không thể vui, sau Pháp Vương diệt độ. Đế thích chủ tự tại, trong tâm thập tam thiên, ưu sầu chịu khổ não, phát lên âm thanh lớn. Chư thiên tam thập tam, giơ tay mà gào khóc, các nước nghe như vậy trong đó mà rủi chạy. Lúc ấy có chư thiên thường thường bàn luận Phật, đạo sư liền bỏ con,
người hay nói nhiều pháp. Chư thiên không ăn uống, không có tiếng hát cười. Trời đã thức 6 tháng trong tâm rất buồn lo. Các Atula nghe Phật pháp không ánh sáng, chúng con nay sẽ qua đến trời 33. Các vua Diêm Phù Đề sẽ hỏi chùa Tháp Phật. Trời A và Atula lúc ấy đang ở đó. Có các hàng tỳ kheo sẽ đọa vào đường ác, có các tỳ kheo ni cũng đọa vào đường ác. Người tại gia huyện giới ưu mở tắc tại gia phát tiếng đã ác rồi sẽ đến đến đường ác. Có các người nữ ác đây cũng đến đường ác. Lúc bấy giờ có việc thế giới đều dao động, nào chạy đến xóm làng, nào đi đến rừng cây, chúng sanh đều rủi chạy, ít có người sinh sống. Có nhiều kẻ trộm cắp cùng các sự đói khác, trồng ngũ cốc không hoạch, sao mọ làm tai họa. Thời lúa gạo quý hiếm, nếu có người mạng chung, chết xong đọa ngạ quỷ, rồi thọ đủ các khổ. Như nơi có chùa tháp, chư đề tăng bốn phương, bây giờ các tỳ kheo sẽ cùng nhau phân chia đủ các khổ như vậy. Sau khi ta diệt độ, và nên mau chóng làm, quan sát thời kỳ đó. Các phàm phu không trí, các phàm phu không tuệ, làm hạnh phàm phu rồi, mau chóng đọa đường ác. Phải nên siêng đọc tụng, để đến chỗ người tuệ, dùng tuệ dạy chúng sanh, mau đến con đường lành. Đem thể quang chiếu sáng, phải nên học như ta, xả tất cả phiền não, mau chóng đến Niết Bàn. Chánh pháp không ở lâu, nên bề lòng tinh tấn. Ta giáo giới như vậy, phải nên chánh tu hành, giữ gìn sau ta diệt. Trong 60 tiểu kiếp, nếu nghe danh hiệu Phật, như có ai ưa thích cùng nhau đến tụ tập, vì đói khát bức bách. Mẹ con ăn thịt nhau là lượt qua lại vậy. Trẻ con được sanh ra không cho đến nhà khác, trẻ ở trong nhà mình do vì quá sợ hãi. Có thấy nghe điều này sanh tử khổ như thế, ai sống mà tham muốn dục tưởng người nữ này. Sanh không trí tuệ căn, dục vốn là người nữ, sanh khởi các khổ căn, vì thế nên xả khổ. Nhưng chúng sanh ngu si muốn thân gần người nữ, nhưng người có trí tuệ qua đến ở Niết Bàn, tạo nghiệp khổ bất chánh, quả báo đến ứng hiện, quả này là hữu lậu, vì thế đọa đường ác. Nếu là pháp vô lậu, rỗng không, không chỗ có, không bền mà tịch tỉnh, phải nên mau tu hành. Này ca diếp, đây gọi là tỳ kheo thành tựu pháp ban đầu. Nếu có tâm ưa thích pháp vô lậu thì không nên trú ở tất cả các pháp, nói tất cả pháp. Lại nữa này ca diếp, Bồ Tát phải nên kiên tác kiên trụ. Thế nào là kiên tác, thế nào là kiên trụ? Phải kiên tâm, phải kiên tinh tấn. Trong đó, thế nào gọi là kiên tâm, thế nào gọi là kiên tấn? Này ca diếp, kiên tâm thì Bồ Tát nên sanh tâm này, cúng dường hằng hà sa các đức Phật như vậy, sau đó mới phát nhất niệm tâm. Trong hằng hà sa kiếp như vậy, không có một đức Phật ra đời, rồi lại khởi hằng sa các tâm, được một thân người, được hằng sa thân như vậy, nghe một câu pháp, tăng trưởng tuệ ở đây, đến vô thượng đạo. Bồ Tát này nên sinh tâm như vậy. Vì Bồ Tát này nghĩ, từ nay phải nên tu hành khổ hạnh khó làm này, tinh tấn siêng năng tu trí tuệ Phật, từ nay phải nên tìm cầu như thế. Này ca diếp, Bồ Tát phải nên kiên tâm như vậy. Này ca diếp, ta dẫn thí dụ đây, người có trí do thí dụ này mà được hiểu. Này ca diếp, nếu khổ hạnh như thế mà được bồ đề, hằng hà sa kiếp không lên giải đãi, chuyên còn tu học không giải đãi, siêng học không gián đoạn, hằng sa kiếp học ở bồ đề. Bồ Tát nghĩ rằng, từ nay phải sanh lòng ham muốn bền chắc, tôi trọn không bỏ chánh đạo vô thượng. Này ca diếp, Bồ Tát tâm phải kiên trì như vậy. Này ca diếp, nếu có Bồ Tát kiên tâm như thế là thủ những gì? Đó là không thủ xứ, không thủ vi xứ. Thế nào không thủ xứ, không thủ vi xứ? Hoặc xứ hoặc phi xứ đều không có sở hữu, không chướng ngại a nậu đà la tam hiệu tam bồ đề, mau chóng được thành tựu. Này ca diếp, giả sử trong tam thiên đại thiên thế giới, trong đó đầy cả bể báu đem dùng bố thí, nếu nay ở chỗ Như Lai, giờ nói những kinh như thế mà hướng đến bồ đề chánh nhãn,
tìm cầu như ý chỉ nương tựa. Người đó phước tụ hơn gấp nhiều lần người bố thí kia. Này Ca Diếp, Bồ Tát phải nơi kiên tâm như thế, cũng lại không được ở nơi kiên tâm ấy, nhưng không dừng nghỉ. Thế nào sơ nghiệp gieo trồng nhiều sơ nghiệp, thế nào lại gieo trồng nhiều? Không nói nhất tâm thì có thể biết nhiều nghiệp. Vì sao vậy? Pháp ấy không thể dùng ngôn ngữ vậy. Tự ở trong đó gieo trồng nhiều sơ nghiệp, đó gọi là kiên tâm. Lúc đó Thế Tôn liền nói tụng rằng: Không tâm tác tâm tướng, thường có nhiều sợ hãi, ta sẽ thành không thành, việc ấy sẽ thế nào? Là thường khởi nghi giác, trú ở trong tất cả, tu tạo tác phương tiện, làm sao được bồ đề? Kia là tưởng giải đãi, không phải tưởng bồ đề. Đây có tất cả nghi, hoặc Phật cùng thanh văn, hy vọng mà không kịp, thiện hiền chư Phật Pháp, do không dùng âm thanh nên hay được an lạc. Đây có tinh dục lạc, hay tập nhiều tháng diệu, chẳng những ít tư duy, hay hoặc được thắng đạo, ở trong tất cả pháp, nên trú ở một pháp, giác trí tăng thêm rồi, tu hành là đắc đạo. Này Ca Diếp, khi nói pháp ấy, và có Bồ Tát thành tựu hạnh đây không gặp được Phật, mà tôi nói rằng tôi sẽ làm Phật Như Lai ứng cúng chánh biến giác. Này Ca Diếp, Bồ Tát tại gia phải nên làm như thế này, tu hành bộ thế nào để có thể được bồ đề? Này Ca Diếp, Bồ Tát tại gia có ba thứ nghiệp cầu ở bồ đề, những như là: ba, sanh tâm rất ham muốn đối với nhất thiết trí, con nắm trước chỗ mình đã làm nên trì năm giới. Được ba phần đó hướng đến sáu pháp, những như là: sáu, được thánh pháp các căn đầy đủ, không đuôi điếc không ngọng, sắc mặt không thô xấu, mau được tính tâm không sợ thâm pháp, nghe rồi mau hiểu, mau được bất thối quả. Phải nên đầy đủ sáu pháp như vậy. Phải nên khéo biết năm chướng pháp, nghĩa như là: năm, biết hai lưỡi, trọn không nói dối. Bậc Bồ Tát phải nên thấy rõ ràng sân tham này là chướng ngại Bồ Tát, phải nên không sân tham. Để nắm trước dục là chướng ngại Bồ Tát, trọn không tham muốn. Năm pháp như thế hay làm chướng ngại, là nếu phải nên làm ba pháp, những gì là: ba, thường có tâm muốn xuất gia, ở chỗ Sa môn và Bà la môn trì tịnh giới, trân trọng cung kính theo thời giáo huấn. Người diễn nói pháp chấm chấp đắp vào tướng và phải nên xa lánh. Vì sao vậy? Vì đó là chỗ Bồ Tát không nên học vậy. Bồ Tát không nên mang vác những thứ rác rưởi không thật. Vì sao vậy? Vì đó không phải Bồ Tát vậy. Nếu mang vác sự không thật là chướng ngại sự học, không học tập pháp. Lại nữa, này Ca Diếp, Bồ Tát nên học ba pháp, những gì là: ba, tâm thường chuyên niệm, phải đến làm Phật. Phải nên tinh cần tu học, tu tập đọc tụng, từ đối chúng sanh tu hành từ tâm. Phải nên tu tập ba pháp như vậy. Lại nữa, phải nên thân cận ba pháp, những gì là: ba, lìa sự đánh đập, không nói người khác là kẻ thấp hèn, chúng sanh lo sợ phải vì họ mà cứu giúp. Phải nên thân gần ba pháp như vậy mà nói kệ rằng: không thân gần người hèn, thấy người không chánh trực, thấy rồi phải tránh xa, giống như xa rắn độc, không nên học kệ kia, còn không lễ kính đó. Cần phải nên xa lìa, giống như thấy chó dữ. Người này đọa đường ác vì có nắm trước tướng, người tu học pháp này đây cũng tránh như kia. Người không nghi pháp không, nghe Phật pháp xong rồi, cùng tỳ kheo thích không, đây chỗ sanh cung kính. Trong đó thêm đa văn, cầu sanh lợi trí tuệ, được hơn bồ đề đạo, chỗ lễ của tất cả. Mau chóng thọ trai giới, mau thọ rồi đọc tụng, đa trí tuệ tăng thêm, như sen sanh trong nước. Mau chóng thọ trai giới, thọ ở pháp đa văn, để tăng thêm trí tuệ, dùng đoạn các lậu kết. Đại trí đại tinh tấn, đại oai đức vô úy, làm lợi ích chính mình cùng lợi ích cho người, trọn không đánh đập người, phải nên thích như vậy. Tiếng trợ bồ đề phần, người này pháp không giảm, người này ít bệnh hoạn, có sắc đẹp tối thượng, chỗ chúng sanh ái kính, được pháp ái lạc xong, tu hành hạnh từ tâm, trú bồ tát tại gia,
bỏ tất cả đường ác, mau chóng được sanh thiên. Đây được tên trời sông, ngũ dục tự vui thích, từ trời mạng chúng rồi, đã không sanh đường ác, sanh ở trong loài người, dòng họ nhà cao quý, sắc hình rất thù diệu, không ai thể khinh chê, không chỗ thể thủ hộ. Pháp người này tu hành, thấy được chỗ thắng diệu, tất cả chúng sanh mến, khéo được ngủ yên ổn, tỉnh dậy cũng hoan hỷ, trần không sanh sợ hãi, là cũng chỗ trời hộ. Giống như pháp phận uế, khi quan sát tướng này, cũng như nhà mình ở, rộng lớn cũng như vậy. Sẽ vì những người lành mà làm chỗ tán thán, người sợ thấy vô ý, các Bồ Tát tại gia không còn việc trời khác, cũng không thấy trời khác. Đạo này rất chánh trực, cho các tuệ tụ tập, rồi đem căn lành này bỏ tất cả đường ác, như thiết trí tâm minh và khéo học ba giới, như chỗ làm công đức, như chỗ ấy kính lễ, tới đây cũng nên lễ, vì chỉ vì các chúng sanh, như chỗ làm công đức, như chỗ ấy kính lễ, nên vì chúng sanh trên kính lễ như thế Phật ở nơi đất tại gia mà khởi tâm Bồ Đề. Này lắng nghe tán thán pháp này cùng pháp khác, này Ca Diếp, Bồ Tát tại gia phải thành tựu ba pháp, những gì là ba, và nên xa lìa sự hy vọng tốt lành. Bồ Tát này nên tu sửa nhà cửa, dọn trừ các phương ngại, siêu tu đa văn. Bồ Tát phải đầy đủ ba pháp, lại khỏi ba pháp, những gì là ba, không nên đứt đoạn lời biện tài pháp sư đang thuyết, phải nên cầu thỉnh sự thuyết pháp, phải nên thường thắp đèn châm đuốc cho sáng, và nên tu hành ba pháp như thế. Lần nữa này Ca Diếp, Bồ Tát tại gia phải nên hoàn toàn không làm ba pháp, làm hạnh người nữ, những gì là ba, không nên lưu giữ mẹ khiến không nghe pháp, không lưu giữ mẹ không qua chỗ tỳ kheo, không ngăn vợ cổ đến chỗ tỳ kheo. Người muốn nghe pháp không nên làm chướng ngại, làm hạnh người nữ như vậy không bỏ chánh đạo mà phạm phi đạo. Ba pháp như vậy tất cả đều không làm, nếu tạo nghiệp đây liền đọa làm người nữ. Rồi nói tụng rằng, phải thường đem tính tâm mà thắp lên đèn sáng, được nhãn vô trần cấu đều, và còn được Phật nhãn. Đại sư dùng nhãn này có thể biết tất cả. Nếu biết trí như vậy, tức biết được thật trí, biết pháp đời quá khứ, hiện tại cũng như vậy, không nghĩ tưởng vị lai, không tạo tác ba tướng, hoặc có ba tướng ấy, cũng phải bỏ cả ba, đều đồng là một nghĩa, tướng tức là phi tướng. Chỗ Phật nói các căn, nhưng pháp không có căn, do kia không phân biệt, Bồ Đề là trên hết. Tịnh tu Phật nhãn rồi, có thể đều rõ biết. Lời này chính Bồ Đề, như đã nói ở trên, chỗ thuyết pháp như thế, cũng không hủy hoại pháp, tất cả pháp là không, vì thế gọi là thuyết. Các ngoại đạo tà kiến, vì tại gia thuyết pháp như đúc đèn tắp sáng, người có mắt hay biết, không ngăn người thuyết pháp, pháp của Thích Sư Tử, không mau đến đường ác, không sanh làm người mù, thường luôn mà khuyến thỉnh, vì nó pháp thiện tệ. Nhân đây căn lành này, chỉ pháp luôn vô thượng, không nên làm trở ngại, nếu mẹ muốn nghe pháp, làm người nữ rất xấu, mù lòa càng tệ ác, không nhìn thấy các sắc, cũng không nghe tiếng hay, ở trong chỗ tối tâm, giống như chỗ rắn ở, làm cái chướng ngại rồi, tham tật đố vợ người, mau chóng mạng chung sông, làm người nữ xấu xí, đầu vàng mà mắt xanh, đen xấu thật khó coi, chân ung nhọt quấn bột, điếc công không biết gì, ở những chỗ như thế, người không từ mâu thọ, vì tật đố người nam thường thường tạo dục nhân. Lại nữa này Ca Diếp, Bồ Tát tại gia không nên làm ba pháp, như vậy là ba, không tánh người nữ, vì nhân duyên của dục mà bố thí sữa, đề hồ cùng các ác thí. Nếu muốn xuất gia không lưu giữ lại, người dư xuất gia khuyên khiến xuất gia tạo tháp Như Lai chỉ đạo giúp người kinh doanh sự nghiệp, không nên chiếm đoạt lấy đồ vật đó.
Ba pháp như thế Bồ Tát tại gia không nên làm. Đã nói tụng rằng: không thí người nữ khác, không làm việc phi pháp, không đến nạn kết hôn, tất cả đều không thí. Nếu có nói qua kia, chắp tay mà lễ bái, cho rồi lại đến cùng, khéo dùng tâm hoan hỷ. Hoặc trong tăng ở kia ít, vì tăng cấp người sai, hoặc có xin nhận lấy, nên giúp người thiếu thốn. Đừng dính nước khiến nhơ, nếu có nương người này. Ở đây không hiềm hại, tâm sinh khởi sân ác. Con mình cùng thân thuộc, nếu có muốn xuất gia, Bồ Tát ở trong đó, rồi không lưu giữ lại. Khi chúng sanh an vui, được chứng ở diệt độ. Đây chỗ xưa ta muốn, dễ nói pháp vô thượng, biết lỗi lầm này xong, ta đã không tật đố. Đêm dài không còn lo, bị phiền não quấy nhiễu. Này Ca Diếp, Bồ Tát tại gia là có ba pháp không nên tu tập, nghĩa là ba: không mua bán người nam, không mua bán người nữ, không cho thuốc độc. Nếu có người làm, cũng không thân gần, mà nói tụng rằng: lìa nghiệp mua người nam, cũng lìa mua người nữ, không đem cho thuốc độc, cũng tránh xa người cho. Trời cũng trách pháp pháp ấy, chúng sanh bị khổ não, tùy theo các phương diện, lo buồn bị tên hại. Đây đem dài ưu não, gặp nhiều điều khổ não, cũng tuyệt đến mạng chung, vì thế không nên làm. Tội này cùng tội khác, ta biết chỗ làm đây. Nên nói phần ít ấy chính là đạo Bồ Đề. Này Ca Diếp, Bồ Tát tại gia không nên tạo ba nghiệp, những gì là ba: không đến nhà dâm nữ hoặc nam, hoặc nữ không phạm phi đạo, hoặc chỗ mổ trâu bò không ở cạnh bên. Ba pháp như thế Bồ Tát tại gia không nên làm. Nên nói tụng rằng: không đến nhà dâm nữ, vì dục làm nhơ uế, cho đến không cung kính, do dục rất thấp hèn. Sư thấy bỏ đến đây, vì xem thường chỗ kia, mau đưa đến tật bệnh, vì thế đến mạng chung. Nếu nam nữ phi đạo, cả hai đều không gần, nữ kia chỗ không vui, vì sao phải phạm đó? Nếu có chỗ mổ trâu, tất cả kia không đến, chẳng phải chỗ ta làm pháp Bồ Tát như vậy. Những lỗi lầm như đây, Phật thấy đều biết rõ, vì vậy nay thật nói, hạnh bất chánh như đây, Phật chỉ nói chút ít, thanh văn ta thường biết, chỉ ở trước mặt Phật, vì sao sau lại không? Chúng sanh tin bậc thánh, muốn mau đến Niết Bàn, vì thế nên ta nói, không vì người khó dạy. Lại nữa này Ca Diếp, Bồ Tát tại gia phải nên thành tựu ba pháp, như là ba: sống ở trong nhà giống như khách, khiến không khởi ngã tưởng. Nếu đã bố thí phải tập trung tư tưởng, khi chưa bố thí phải xa lìa ngã tưởng 1 ngày trong tuần, không vì con cái mà dứt tưởng, cất giấu kho báu. Này Ca Diếp, Bồ Tát tại gia phải nên thành tựu ba tưởng như thế, nên nói tụng rằng: phải tu tập tử tưởng, ta không lâu mạng chung. Vì thế tài sản này phải cất giấu chỗ kín, việc đem để phân ly, rồi không vì lợi ấy, mau mau cầu pháp bền, thân bạn cùng thầy Phật, ân trọng muốn Bồ Đề, chỗ làm không xem nhẹ. Vì cầu pháp lợi vậy, tất cả thời tội phục, giống như bé gái đùa, cũng như sáng dần hiện, không tham trước mùi vị, người ham pháp như thế, đọc tụng không ngừng dần nghỉ, pháp tốt đẹp trang nghiêm, khó kia dáng đáng tu tập ở trong các giống loài. Pháp tương tự như vậy, Ca Diếp ta đã nói. Khi có người thông lợi, ta đã biết người ấy. Khi biết rõ, rồi hiểu rõ, tư tưởng lại chính mình. Bây giờ, người như vậy, thường thường đối diện ta. Lại nữa đây Ca Diếp, Bồ Tát tại gia thành tựu ba pháp: không thối ăn ở đa la tam miệu tam bồ đề, nghĩa là ba: cha mẹ không tin, giáo hóa khiến cho trú nơi niềm tin. Cha mẹ hủy giới khuyên trú vào giới, cha mẹ sang tham khuyên trú xả, ca ngợi đạo vô thượng ở trong đại chúng mà vừa nói pháp. Đây gọi sơ pháp của Bồ Tát tại gia bất thối đối với đạo vô thượng chánh chân. Lại nữa này Ca Diếp,
Bồ Tát tại gia phải đến khéo biết người nào đáng cúng dường và người nào không đáng cúng dường. Nên biết như thế rồi. Người nào đáng cúng dường thì sắm sửa thức ăn mà cúng dường. Người không đáng cúng dường thì không sắm sửa cúng dường. Đối với người ấy nên tu từ tâm. Này Ca Diếp, đây gọi là pháp thứ hai của Bồ Tát tại gia, bất thối đối với đạo vô thượng chánh chân. Là nữa này Ca Diếp, Bồ Tát tại gia có chỗ có tài vật, do khổ công tích tụ thì không nên để mất, không cho mất hết, không cho người khác, phải cất giấu kín đáo để ban bố cho Sa môn và Bà la môn trú tịnh giới. Bình đẳng xây đắp xóm làng, ban bố không ràng buộc cho tất cả các bậc tịnh hạnh. Này Ca Diếp, đây gọi là pháp thứ ba của Bồ Tát tại gia, bất thối đối với đạo vô thượng chánh chân. Nên nói tụng rằng, như Bồ Tát tại gia tu Bồ Đề vô thượng, phải sanh ba thứ tuệ để học vô thượng đạo. Nếu cha cùng với mẹ ác tuệ không tính tâm, khuyến khích khiến sanh tính, khiến hướng đến thắng pháp, phạm sang khuyến trú xã, không tuệ thì tinh tuệ hướng vô thượng Bồ Đề, khuyên khiến đến chỗ đó, hoặc đi đến Tây phương cầu thầy khéo thuyết pháp. Phải hành hạnh pháp thí để tăng thêm trí tuệ. Phạm giới bảo trú giới, người không tin bảo tin, người không tuệ dạy tuệ, người đó trọn bất thối. Hoặc thấy tỳ kheo tuệ trì giới và đa văn, cung kính tinh nhân thân gần, thường thường mà thưa hỏi. Do thân gần tỳ kheo vì thường thường thưa hỏi, mau thọ pháp của kia, vì vậy không thối chuyển. Kia giác trí tăng thêm, cho nghe cùng người trí, giác trí tăng thêm rồi sẽ thân mình cúng dường để có tướng tin hiểu, như chỗ nói của ta, không nhờ không tính tâm mà đến được Bồ Đề. Dần dần thấy tăng thêm, mau chóng được tăng trưởng. Như vậy sự tăng thêm kia không phải khó được. Biết tăng thêm vậy rồi, hoặc tự mình cùng người tâm vui mà thú hướng người tăng thêm trí này, tùy cho có tài bảo tụ tập về chỗ cũ. Những người có trì giới đem dâng trước tất cả, không có lời nào khác rồi không nói lời khác, dùng ánh bình lòng thí có thể thành Như Lai. Nhu hòa dễ chung ở, dùng ánh được từ tâm, vui vẻ mà khó xả, như trước sau cũng vậy. Giống mãnh thượng thí chủ, không theo người khác cầu, cái thí kiện hơn hết, không gì mà không xả. Hoặc vàng bạc cùng tiền, mạng sống cũng từng thí, hy vọng pháp tối thượng, văn cứu tối thầm thâm, tất cả trời cùng người, tương ưng chuyên cúng dường. Hoặc người cầu pháp ấy đều nên cúng dường đó. Người giống mãnh tu pháp, dùng pháp làm mạng sống, có trí tuệ thắng pháp, phải là người cứu đời. Lại nữa này Ca Diếp, Bồ Tát tại gia có ba pháp: pháp A Nan Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề xong, mau đọa vào hàng thanh văn mình nhập niết bàn, như là ba. Và vừa phát một tâm Bồ Đề xong, liền sợ hãi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thế là đạo Bồ Đề này trở thành gánh nặng để tưởng cầu các căn lành, không chuyên niệm nghĩ, không thích cầu lành. Người đó vì bị tâm lý làm hại mà sanh khởi khổ tưởng. Này Ca Diếp, đây gọi sơ pháp của Bồ Tát tại gia, thôi thắc đối với vô thượng đạo, mau đọa vào hàng thanh văn mà nhập niết bàn. Lại nữa này Ca Diếp, Bồ Tát tại gia hoặc vừa phát một tâm Bồ Đề xong, hoặc trong khi hành thí sân giận mà cho rồi sanh hối hận, người đó không thể đến Phật trí. Này Ca Diếp, đây gọi là pháp thứ hai của Bồ Tát tại gia, thối thất tâm Bồ Đề, mau đọa vào hàng thanh văn nhập niết bàn. Lại nữa này Ca Diếp, Bồ Tát tại gia hoặc vừa phát một tâm Bồ Đề xong, không siêng tinh tấn tu tập đại văn, người ấy do có chút ít căn lành tôi bao nhập niết bàn. Này Ca Diếp, đây gọi là pháp thứ ba của Bồ Tát tại gia, thối tâm Bồ Đề. Nên nói tụng rằng, phát tâm Bồ Đề xong mà không tu chánh hạnh, hủy hoại ở Phật thừa, ra vào thanh văn thừa, hủy Bồ Đề không tin, con người tâm giải đãi,
sang tham không trí huệ. Đây là những chướng ngại. Biết ơn trú tịnh giới, tâm thường ưa hành xả. Khi xả tâm hoan hỷ, bồ đề không khó được. Tâm tạo các điều ác, tâm cũng hay hành thí. Chúng sanh tâm kiên định nên làm pháp thế gian. Nếu không bỏ pháp này, tâm thẳng đến bồ đề sẽ làm Phật xuất thế vì đời làm ruộng phước. Này cả giúp Bồ Tát Đại Gia, cũng có ba pháp thối tâm bồ đề rơi vào niết bàn của duyên giác mà nhập niết bàn. Những gì là ba Bồ Tát Đại Gia này vừa phát một tâm bồ đề xong, thêm thiết bí pháp. Này cả giúp, đây gọi là sao pháp của Bồ Tát Đại Gia thối tâm bồ đề rơi vào niết bàn của duyên giác mà nhập niết bàn. Lại nữa, này ca diếp, Bồ Tát Tại Gia vừa phát một tâm bồ đề xong, hy vọng thời may tìm cầu ngày lành. Này ca diếp, đây gọi là pháp thứ hai của Bồ Tát Tại Gia thối tâm bồ đề rơi vào niết bàn của duyên giác mà nhập niết bàn. Lại nữa, này ca diếp, Bồ Tát Tại Gia lười biếng giả đãi, không siêng năng tìm cầu trở pháp bồ đề. Ca diếp, đây gọi là pháp thứ ba của Bồ Tát Tại Gia thối tâm bồ đề rơi vào niết bàn của duyên giác và nhập niết bàn, mà nói tụng rằng sen lẫn thiết bí pháp, hối hận không dạy người, nên đọa duyên giác địa là thối tất bồ đề, là rơi vào ba việc mất lợi có khổ đến, quá khứ rồi hiện tại bản nghi ở bồ đề, tư duy đại thừa rồi vừa hy vọng tốt lành, đây tướng không tin hiểu và không thân gần đó, hoặc có tâm chuyên cần quyết cầu bồ đề đạo, đây không lẽ việc khác chỉ trừ tháp thế gian. Nếu có tính tâm ấy, không được các trời khác mà thành tựu tối thượng, gọi là thiên trung thiên, bồ đề tâm sanh rồi, không còn lẽ việc khác để có sắc tối thượng sanh bất cứ nơi nào. Này ca diếp, Bồ Tát Tại Gia có ba pháp bị thân cực đen, những gì là ba? Làm tắt ánh đèn trong tháp Phật, có ai tranh cãi sanh tâm sân giận, không can dự đến mình mà tranh tụng thay người, thế người đen đuổi mà chê cười hình hài họ. Này ca diếp, đây gọi là ba pháp của Bồ Tát Tại Gia thân bị cực đen mà nói tụng rằng đốt đèn sáng trong tháp, tắt lấy ánh sáng này, thân kia rất đen đuổi giống như bàn sơn đen. Thấy người đen mà chê, tôi trắng ông rất đen. Khinh chê người khác xong, thọ thân đen như tro. Khéo giữ gìn khẩu nghiệp, tạo nghiệp trọn không mất. Theo như chỗ tạo nghiệp sẽ có hình tương ứng. Này cả giúp Bồ Tát Tại Gia có ba pháp sanh nhà công xảo, chỉ gì là ba? Này cả giúp Bồ Tát Tại Gia từ thọ năm giới hoặc có tri thức từ xa mà đến cho rượu khiến uống, hoặc lấy rượu mời người khác uống. Này ca diếp, đây gọi là sơ pháp của Bồ Tát Tại Gia sanh nhà công xảo. Lại nữa, này ca diếp, Bồ Tát Tại Gia tự trì tịnh hạnh, hòa hợp với người khác khiến hành dục uế, do nghiệp đây mà sanh nhà công xảo. Này ca diếp, đây gọi là pháp thứ hai của Bồ Tát Tại Gia sanh nhà công xảo. Lại nữa, này ca diếp, Bồ Tát Tại Gia thấy người khác danh tạo pháp sự và người siêng độc tụng, những người ấy chỉ muốn tạo nghiệp sanh lên cõi trời, mà Bồ Tát này nói với người ấy rằng ông bỏ độc tụng để làm lụng danh tạo sự nghiệp xong trở lại độc tụng, do nghiệp đây mà sanh nhà công xảo, mà nói tụng rằng trí thức cho mình rượu, lại đem rượu mời người, lấy rượu dâng lên cúng, nghiệp này đọa công xảo. Không nhấc nổi dao kim cùng các việc công xảo, chỉ hay ngồi trên đất, tay cầm nắm túi bài, bỏ bê vợ của mình, đến khen dâm vợ người. Do về nghiệp báo này nên sinh nhà công xảo, không thể nhấc dao kim, không biết gõ túi bài, dạy cho cầm nắm búa để rèn giũa nên sắc. Do pháp chướng ngại này nên khiến người bỏ pháp đọa vào nhà công xảo. Người này sanh nhà ấy không thấy túi bài kia, còn không thấy búa kèm,
các thứ đều phá hoại. Nghiệp báo kia như vậy, ca diếp hộ khẩu nghiệp, cũng cần hộ ý nghiệp. Tất cả pháp bất thiện, không đến người khác nói. Sanh tử chịu nhiều khổ, sanh rồi tăng thêm ái, vì thế siêng hành pháp, bỏ các pháp bất thiện. Này ca diếp bồ tát tại gia thành tựu ba pháp, sinh trong vương gia, nên sắc đẹp, đẻ đoan chánh đáng yêu, trắng hồng tươi đẹp, không biết nhát mà thông minh hiểu biết. Những gì là ba này ca diếp bồ tát tại gia, chư thần tế sa môn và bà la môn, nếu thấy rồi sanh tâm tinh kính, đây là ruộng phước, đây nên cúng dường, đây nên lễ kính, đây là ruộng phước, sanh tinh kính rồi, mời cúng dường y phục ăn uống, mền nệm và thuốc thang. Này ca diếp, đây gọi là sơ pháp của tất tại gia, sanh trong vương gia. Lại nữa này ca diếp, bồ tát tại gia khiên trú bổn thể. Khi trú bổn thể rồi, nói lời như nói lời nói mà trú, rồi không lừa dối. Này ca diếp, đây gọi là pháp thứ hai của bồ tát tại gia, sanh trong vương gia. Lại nữa này ca diếp, bồ tát tại gia đối với sa môn và bà la môn trú ở tịnh giới, gần gũi thưa hỏi, kiên trì tu pháp. Này ca diếp, đây gọi là pháp thứ ba của bồ tát tại gia, sinh trong đại vương gia. Mà nói tụng rằng, thấy biết người trí tuệ, tịnh giới đã ban xong, phát khởi tâm như vậy, đến kia xin cầu thỉnh kia xong rồi, như thật mà ban bố. Đây không vì niết bàn, chỗ thí không bị hại, là kiên trì thủ pháp, như chỗ người thân cận. Khi thứ trí tăng trưởng, mau được điều khó được, như tính tâm ở đây, là thẳng đến Bồ Đề, được Bồ Đề không khó, như chỗ người trí làm, mạng sống tối thượng rồi, sẽ tài bảo tối thượng, tích tụ pháp thượng diệu, chứng ở diệt tối thượng, người đó sinh dòng quý, có nhan sắc thượng diệu, mặc y phục thượng diệu, được niết bàn tối thượng. Người thông minh trí tuệ, biết pháp là như vậy, nên tu hành không sợ, như chỗ nói của Phật. Chí thú hướng thắng thừa, người đó đến thắng thừa, diệt tất cả các sở, như quả tối thượng kia, như tổ tạo tác nghiệp, quả báo cũng như vậy, trời trăm ngàn ức kiếp, trời không bao giờ mất. Này ca diếp, Bồ Tát tại gia, ở trong đất tại gia thành tựu ba pháp, gieo trồng căn lành, trời không thọ ngũ dục lạc, cho đến được vô thượng chánh đạo. Này ca diếp, Bồ Tát tại gia này tọa trì năm giới, có đến người khác ca tụng năm thứ dục lạc, không dụ dỗ người nữ, siêng năng tu tập nghiệp mình. Khởi tâm rằng, tôi nay không nên thân gần người nữ, để trọn không ham muốn năm thứ dục lạc, cho đến được thành vô thượng chánh đạo. Này ca diếp, đây gọi là sơ pháp của Bồ Tát tại gia, rồi không thọ năm thứ dục lạc, cho đến được thành vô thượng chánh đạo. Lại nữa này ca diếp, Bồ Tát tại gia, nếu nghe những kinh điển thầm thông như thế, phải nên tịnh tấn tu tập. Này ca diếp, hoặc thâm kinh này, cho đến để nơi không đúng chỗ, kia cũng phải nên sinh ra tinh tấn. Này ca diếp, hoặc thì nam tử, có thể khiến người khác sẽ lìa tâm nghi, mà Bồ Tát này do thiện căn này, được vô ngại biện, được bất hề phước biện, sống cùng mạng chung, mau được thấy Phật, mà chung rồi được sanh lên trời, không lâu sẽ được Anuttara Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Này ca diếp, đây gọi là ba pháp Bồ Tát tại gia, cho đến được thành vô thượng chánh đạo, chẳng thọ năm thứ dục lạc. Là nữa này ca diếp, Bồ Tát tại gia có bao nhiêu căn lành, tôi đã hồi hướng vô thượng chánh đạo, không ưa thích sắc thanh hương vị xuất pháp, không thích tài của, không ưa thích tự tại, không ưa thích bà con thân thuộc, tâm vô lậu, quả báo vô lậu. Mâu thành A-nậu đã la tên hiệu tam bồ đề, không thọ năm món dục lạc. Này ca diếp, đây gọi là ba pháp của Bồ Tát tại gia, không tham thọ năm món dục lạc, cho đến được thành vô thượng chánh đạo. Để nói tụng rằng, tại gia trì năm giới, khéo giữ gìn hộ trì, lìa gần gũi người nữ, khinh đó chỗ thấp hèn, những pháp tờ như vậy đều tu tập vô lậu. Nếu có người nghi hoặc,
Vậy khi mau hiểu rõ tất cả các thiện căn đều hồi hướng Bồ Đề. Những cái thiện căn này mau lìa năm dục lạc, thường hay có đa văn vì chúng sanh thuyết pháp, sanh khởi tâm đại bi, cầu ở đạo Bồ Đề. Đã nghe như vậy xong, sanh ưa muốn hiền thiện, trọn không thân gần dục, mau chóng chuyển bất luân. Lúc bấy giờ, Đại ca Diếp bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nay kinh pháp này đặt tên là gì? Chúng con sẽ cùng nhau mà phụng trì. Phật bảo ca Diếp: Kinh này tên là Diện Thuyết Tam Giới, cũng tên là Thuyết Bồ Tát Giới Cấm, cũng tên là Tập Nhất Thiết Phật Pháp. Phật nói kinh này xong, Đại Đức Ma Ca Diếp cùng các đại chúng trời người Atula Kỳ Thất Bà nghe chỗ Phật dạy đều rất hoan hỷ. Kinh Đại Phương Quảng Tam Giới Quyển Hạ.